Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi My Time at Porsche. Và chúng ta lại bắt đầu một ngày mới. Hôm nay là một ngày rất là quan trọng. Đó là ngày nắng đẹp. Cho nên chúng ta phải đi ra ngoài thiệt nhanh, làm thiệt nhanh để có thể tới được trung tâm thành phố. Và chúng ta sẽ đi qua bên trái trước. Ở bên đó đang có đồ chờ mình. Và có gì kìa? Ta lấy bên này sao rồi, tuyệt vời. Giờ có bức thư gì ở đó? Wow, nhiều dữ vậy. Town Hall đây là gì? Có một cái thông báo rất là quan trọng về cái buổi lửa trại tối nay tại Peak Plaza. Hãy tới đó vào đúng 7 giờ tối. Nhớ nha, đừng có quên nữa nha. Và hôm nay là ngày nắng đẹp nè, thì cái buổi lễ hội nó sẽ diễn ra, buổi ăn mừng nó sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng. Và đừng có đến trễ là không có quà đâu. Và sao chúng tôi rất là vui để có thể thông báo đến bạn rằng là sau khi kiểm tra về cái phần an toàn thì chúng tôi đã mở ra cái phế tích bị bỏ hoang để có thể vô trong đó. Nó nằm ở phía trên, ở phía bắc của thị trấn, của thành phố, và trên cái chỗ của mấy người đó. Ta gọi hỏi gì ta, họ có cái tên cái hội gì hay lắm, cái hội gì chuyên môn đi ra đặng khám phá này nọ đó các bạn, mình cũng không nhớ nữa, tự nhiên mình hả quên luôn cái tên cái hội đó. Và còn 2 tiếng nữa cho nên chúng ta tranh thủ đi vô đây ngó thử coi nó có gì đặc biệt. Wow, commission đây là rank gì vậy? Cần 2 cái Skyver, chữ này đọc là Skyver ha. Bữa nay là tìm được đúng chính xác cái chữ đọc sao rồi. Và không thể nào làm được rồi. Bây giờ mình sẽ cần phải chiến đấu thì chúng ta mới có thể tiếp tục đi khám phá ở trong kia được. Và đánh với alo thử coi. The Civil Corps are responsible for collecting pa Trước giờ bắt đầu cái buổi ăn mừng, chúng ta chiến đấu. Ghê vậy, ghê vậy. Cẩn thận. Xong. Còn bị trừ tiền nữa. Thiệt luôn. Mấy người này cấp độ 30. Nỡ lòng nào mà ăn hiếp một người chỉ mới cấp độ 14 như mình thôi. Thiệt là chúng ta sẽ nâng cấp cái này. Và mấy cái này double drop hả? Double drop chắc không cần, mình sẽ nâng cái này đi. Chúng ta nâng lên 5 cái, chúng ta mở những thứ bên dưới nữa. Để lấy experience trước đã. Và như các bạn đang thấy là khó mà có thể đánh được. Ông nào đây? Hey, did you just arrive at our town? You might have heard of me. I'm famous around these parts. Mac, McD, ring a bell? Ông nói tên là MacD. À, và chúng ta nên chơi trò Hi. chơi với ổng. Quảnh tu si, ra cái gì ra cái này. Ý. Rồi ta sẽ tiếp tục. Ra cái này, thua, thắng. Yeah. Tiếp tục để coi nãy ổng ra. Vậy thì mình nếu mà mình ra cái, mình tiếp tục ra bao đi. Ây da. Và chúng ta hack não cái coi. Nếu vậy tiếp tục ra bao lần nữa. Yeah, chúng ta là người chiến thắng. Này gọi là hack não đó các bạn. Và trong thời gian này tất cả mọi người đang tụ tập lại đây rồi. Có người nào mà chúng ta chưa gặp không? À, anh em hồ lô chắc rồi, tại vì đây là cái hồ lô nè. Và có người nào chúng ta chưa gặp hay không? Chúng ta hãy coi thử coi. Character, social. Tất cả những người này đều đã gặp rồi. Còn ai nữa hay không? Vẫn còn. Hi. Bye. Giờ đi vòng vòng. Sanwa, McDonald, Molly.
Ok. Qua san qua sen yango todi. That Starlight Island you see out there on the horizon is a great place to fish. Ok. Hòn đảo đó là một nơi tuyệt vời để có thể câu cá. Did you just move here? Never seen you. Hope I get something awesome. Và chúng ta nói chuyện với một vài người dân trong lúc chờ đợi. Cô nàng nào đây? Hi. I've been practicing all year for this event. I bet I can run faster than you. Và cô ấy luyện tập rất là nhiều. Nguyên một năm vừa rồi luôn. Và chắc chắn là cô ấy sẽ chạy nhanh hơn chúng ta. All year for this. Chưa chắc đâu à nhà. Lee. Hi. Technology will one day destroy our world again. That's what I've learned from the history of. See you. Còn ai nữa? Merlin, Molly. Và cô bé này chỉ mong là có được đồ tốt trong năm nay. Và Dolly. Hello. I just want to say, now that you're here, we can't play hide and seek in that haunted house anymore. All your fault. Em chỉ muốn nói là do anh ở đây, cho nên chúng em không có thể hả chơi trốn tìm ở trong cái ngôi nhà ma nó được nữa. Tất cả đều là do anh hết. Tất cả đều mong là có đồ xịn trong năm nay hết. Không có đồ xịn đâu. Tôi cho cái vật tennis. Hi. My sweet Ginger is waiting for me to have dinner. I need to head home right after I finish the work. Not a minute's delay. Ủa, ông chưa gì em đòi đi về rồi không? Ở đây người ta chưa phát quà gì hết trơn, đi về gì? Wow, chuyện gì đây, chuyện gì đây? Và trên đầu chúng ta kìa, quà sẽ rớt từ trên trời xuống. Chạy lại, nhanh lên. Đây là gì? Upgrade kit get. Và play fish get. Đây là marble. Không kịp, đọc quá. Tránh đường. So many presents. Đâu nữa? Bên này. Ôi, rớt. Ôi. Có người lấy hết rồi. Và đây là gì? Park up Astoria. Nhìn luôn, so many presents. Nhiều quà quá. Quà đâu? Chuẩn bị ra chỗ này thải quà xuống tiếp nè. Upgrade kit. Ngon lành. Và ta hãy coi thử coi mình lấy thêm được bao nhiêu nữa nè. Đó. Đợt quà tới. Gì đây? Pumpkin. Mấy người này chạy đâu vậy? Don't push. Đừng đẩy, đừng đẩy. Đừng xô đẩy chen lấn. Ai cũng muốn có quà hết. Tiếp nữa kìa. Đợt quà kế tiếp. Đợt quà kế tiếp. Gì đây? Apple 10 cái. Và White Go Cool 10 cái. Rồi đi xa quá. Kẹt những người này nữa. Ê hay quá. Và Apple Juice 2 cái. Đây là gì? Power Stone. Hay quá. Trò chơi này vui quá. Ê. Trễ rồi, trễ rồi. Cẩn thận. Ôi, tôi đi. Không, không, không. Hỗn loạn quá. Quà rớt xuống nữa kìa. À, ê, của tôi, của tôi. Cô bé. Quá hỗn loạn luôn bà con ơi. Còn quà không? Đợt nữa, đợt kế tiếp. Không có cho thằng Hay Ginh nó lấy.
hay quá. Rainbow Lemonade. Nora. Hết chưa? Giãn tuồng chưa? Chắc chưa giãn tuồng đâu. Nó còn đi ra đây nữa nè. Chúng ta ra tiếp. Và mọi người cũng đang đi từ từ lại rồi. Ai cũng đang mong chờ. Và kết thúc. Yeah. Yeah. Chúng ta có được cái gì đây? Upgrade kit đáng giá nè. Và con Playfish. Mình có cái racket. Racket chắc của mình. Nãy mình lo lụm không à. Không có lo coi món quà từ ai hết trơn hết á. Chỉ lo lụm và lụm thôi. Như vậy chúng ta cũng có được khá khá đồ rồi hen. Ta sẽ làm gì giờ này đây? Nhiệm vụ chính là phải đánh tay đôi với mấy người đó hả? Nhiệm vụ chính là đây. Spar with the Civil Corp. Với cái này nữa. Vậy là quay về harvest cái đi. Chúng ta sẽ cần phải harvest. Và món này. Animal Fishy. Còn nữa không? Còn nữa kìa. Yeah. Bà bệnh. Món này coi chừng bị người ta giành đó. Nên là vàng nè, phải cất giấu kỹ một chút. Không được để người khác giành nha, vàng đó. Và những cái cây bên đó mọc lên nè kìa các bạn. Chúng ta sẽ quay về đây. Và thu hoạch những cái cây. Thu hoạch. Remove crop, không. Check status. Có thể nhổ bỏ được. Giờ ta cần phải kiểm tra nhiều thứ lắm đây. Animal Fixy. Ta có thể cất cái này vô, cất cái này vô. Cá Playfish thì cất qua bên này 6 con. Hột giống cất vô đây. Đây là hột giống gì vậy? Bamboo Papaya. Trồng thử thì trồng. Và các bạn thể thấy là mình có rất là nhiều thứ ở đây. Đây là cái gì? Husbandry Data Chip. Rồi đây là bộ upgrade. Chúng ta có Wild Cocoon này nọ nữa. Cái này không phải để đây. Gallop. Cái này được mấy cái rồi. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3. Và Monument Model. Đây là Monument Model. Có hết rồi ha. Thì lấy Talkie. Bây giờ đây là cái đồng hồ treo ở trong nhà được nè. Và đây là cái pot để trong nhà được luôn. Chúng ta lát nữa sẽ để lên luôn. Và cái này On Talkie. 1, 3. On Thermo. Cái đó chưa có. Monster Toy Piss chỉ có một cái thôi. Porcelain Water Holder mới có một cái. Monument. Đây là Monument Model. 1, 2. Cái gì đó để chung lại cho nó dễ biết. Galloping Horse. Này là 3 mảnh của cái con này á hả? Đây là cái gì? Weird Clutch Jar. Marble. Hardwood Plank. Mấy này để đây chi ta? Như các bạn thấy thì đồ nhiều nó cũng mệt lắm. Và những cái đồ ăn. Crystal Necklace. Cất kêu chổng. Chắc cất này kêu chổng luôn đi. Đây là cái gì vậy? Potato Fruit. Mình sẽ cất cái này vô. Ta có 3 chấm này luôn. Ghê thiệt. Và cất sợi dây này vô đây. White Cocoon. Tùm lum hết trơn á đó. Power Stone này nọ. Có bạn hỏi sao mình không cắt cái hardwood này ra đi chặt cây chi khổ vậy. Tại vì nhiều khi hardwood cần cho những cái công việc khác cho nên không có muốn chặt ra. Và chúng ta sẽ làm cái water tank. Build water tank nó sẽ cần phải có stone brick. Stone brick 25 luôn nè. Stone brick. Ok. Rồi tới wooden bar. Wooden bar. Hai wood plank wooden bar đây. Chờ để mình làm này một cái.
Water tank công thức một cái. Ta cần hai cái water tank. Gắn xuống, gắn xuống. Và nó hết cái fuel rồi. Confirm. Fuel delap. Copper 3. Cho làm thêm copper 3 chục cái. Rồi bên này chúng ta có gì nữa không? Copper plate, copper pie. Mình sẽ cho làm bronze pie đi. Con cái à. Cho đây lát nữa làm thêm bronze ha. Và retrieve. Water tank có được hai cái rồi. Vô nhà treo đồ lên. Đồng hồ. Đồng hồ treo tường. Đồng hồ để đâu đây? Đồng hồ để đó. Để đại. Và cái cây này không để ở trong được. Muốn để ở trong đó. Để ngay đường đi này đi. Và có thêm stamina point. Tuyệt vời. Rocket cất đi. Water tank. Ok chưa? We're clutch. Chúng ta đem cất đi. Có nhiều cái có quá dư. Dư chúng ta sẽ làm gì đây? Dục bỏ hả? Tạm thời thì chưa biết có dục bỏ được hay không. Nhưng mà cứ để Galloping Horse. Có 3 cái rồi. On Torky nè. Torky chúng ta đem xuống. Crystal Necklace cất rồi đúng không? Cái Rocket này hình như có cũng hơi nhiều rồi đó. Quang đại ở trong này đi nha. À, mình sẽ qua bên kia, mình trồng cái này xuống. Bên này trồng cái này xuống. Và nó chỉ chúng ta biết là nó cần bao nhiêu cái fertilizer hay là cái phân bón á. Ta coi bản đồ một cái, sao mấy người kia tuốt ở bên đó vậy. Và tối nay 7 giờ thì họ có một cái campfire. Không biết là trò chơi gì tối nay nữa đây. Và có người chạy tới Emily. Đứng lại cô ơi. Wow, that's an excellent result. I'm a believer now. Can I please order 3 of these planter boxes? Thank you. Hey. Và cô ấy rất là thích cái planter box nên cô ta cần 3 cái. Đồng thời chúng ta cũng trả luôn cả cái commission. Còn gì nữa không? Chỉ có chỗ để chụp hình nữa kìa. À, chỗ để chụp hình đúng không? Group photo. À, chỗ để chụp hình nữa bạn. Say cheese. Say cheese để cười á. Và qua đây chúng ta coi chụp hình tiếp. Đây là những hoạt động rất là thú vị. Sẵn đây chúng ta cứ tiếp tục chụp hình. Ghê không? Và Petra. Do you feel sleepy sometimes? Do you feel sleepy sometimes? Ồ, mình không có đem theo cái... Có mà. Chắc cô ta phải vô bên trong thì mới được. Bây giờ mọi người đều về đó hết rồi. Ta đi qua bên chỗ trung tâm Peace Plaza. Vô đây chụp hình. Không phải chụp hình anh ơi. Tôi vô chụp hình. Ơ, có anh chàng đó nữa hả? Tạo dáng ghê chưa? Say to the photo. Và còn chỗ nào chụp hình nữa không? Hết rồi. Ở đây, đây. Toàn mấy người mà chúng ta phải đánh lộn không à? Để chứng tỏ năng lực đó mà. Có điều gì? My sweet ginger is waiting for me to have... 7 giờ ông sẽ có cái thông báo gì đó. Polly. Are you the new builder? I'm Polly. It's nice to see other people try to bring about the telesis of this world. Or at least that's what the mayor likes to say. Nice to meet you. Cô bé chào ông ta thôi. Không có gì đặc biệt. Chúng ta sẽ coi thử coi social. Đây là mối quan hệ xã hội.
đã có được rất nhiều người và vẫn còn những người khác. Mình lại bỏ lỡ ai đây ta? Hello. Albert. Porsche is on the small side. See you. Yeah, nói chuyện rồi. Phải mà nói cho ông ta biết đã nói chuyện rồi thì nó đỡ ha. Good evening, ladies and gentlemen. First, let me talk, and then we can all have pumpkin pie. I have several items that I want to discuss today. The first is that thanks to the efforts of our builder, we now have a bridge to Amber Island. I would advise people not to go into the cave just yet, as there are some unruly creatures inside. I plan on opening up the cave as a tourist attraction eventually. Và chúng ta sẽ có một vài cái thông báo trước khi chúng ta cùng nhau ăn bánh bí ngô. Thì nhờ vào cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ỷ Thiên TV, ta đã có được cây cầu đi qua Amber, đảo Amber đó. Trước tiên là tôi khuyến khích mọi người đừng có đi vào trong cái hang, tại vì trong đó có nhiều con sinh vật chưa có được biết tới lắm. Và tôi dự định là sẽ mở cửa cái hang đó để trở thành nơi có thể đi du lịch tham quan này nọ. In other news, we are aware of some thefts this week. These actions will not be tolerated in our town. We will investigate this to the end and capture the perpetrator. Must be Huss and Tuss again. Và còn một tin tức nữa là dạo này có tình trạng trộm cắp nó đang leo thang rất là dữ dội. Thì chúng ta chắc chắn sẽ bắt những tên đó và bắt nó phải bị trừng trị. Chắc là tụi Huss với Tuss chứ gì nữa. These idiots never give up. Cái lũ ngu này không bao giờ biết bỏ cuộc là cái gì hết trơn hết á. They stole my favorite book. À, chúng trộm cái quyển sách mà tôi yêu thích nhất. And my wheel of cheese. Và trộm luôn cả cái nguyên một cái ổ format gì đó của bà đó. And one of my socks. Mà tại sao lại trộm một cái bộ vớ của ông này được? Bộ vớ ông, bộ thơm lắm hả? I hear you, I hear you. We'll get to the bottom of this as soon as possible. Arlo will be spearheading this investigation, so you folks can rest assured. Rồi, và tôi biết rồi, tôi nghe hết rồi. Và tôi chắc chắn là sẽ đi tới tận cùng của sự việc này luôn. Arlo đang bắt đầu tiến hành điều tra rồi, cho nên mọi người có thể an tâm. That's all for this time. You all have a good night. Oh, come up and get some of Sophie's pumpkin pie if you want. Rồi, và đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mọi người một đêm vui vẻ chứ, không có ngủ giờ này đâu. Và hãy lên đây nếu mà mấy mọi người thích cái bánh bí ngô của cô Sophie. Ta lên trển. Here you go. Enjoy. Yeah, pumpkin pie. Đi về. Xong việc rồi đi về. Ngày hôm nay 21 giờ rồi. Phí phạm, chả làm được gì. Chịu thôi chứ biết sao giờ. Chúng ta sẽ quay về một cái. Và mình sẽ ngó cái này. Có gì nữa không? Không. Bên này sao rồi? Và nó đang xử lý mấy món này. Ta làm wooden bar rồi. Marble plank. Được 3 cái. Bronze pie. Feel dilapidated nữa rồi, thấy không? Cái này cái feel nó hả, cực kỳ dở luôn á. Bây giờ chúng ta hãy coi phần nhiệm vụ chính. The Farmer Craft the Planter Box. Planter Box. Mình có, nhưng mình không muốn cho đi. Mình muốn làm thêm. Và Planter Box, Small Planter Box. À, 3 cái. 1, 2, 3, confirm. Ý, cô ấy kìa. Thank you. I can't wait to try these out. Ôi, cảm ơn anh. Tôi không thể nào chờ được để thử tụi nó. Some jerk stole my bucket I used to feed my chicks. Và có vài kẻ tồi tệ nào đó đã chôm cái xô mà tôi sử dụng để có thể cho mấy con gà ăn. Hey there. Are you planning on planting anything recently? Và here comes the springtime. Can you smell it? The smell of recovery, rebirth, and rejuvenation. Rồi, mình sẽ kiểm tra nhiệm vụ. Chỉ còn mỗi cái đó thôi sao?
commission. Không. Chúng ta đành phải đi ngủ thôi. Hôm nay là phí phạm cả ngày luôn nha bà con. Tại vì tham gia mấy cái hoạt động đó là bắt buộc phải phí phạm thôi. Ngày 20 rồi. Dậy cưng. Ồ, chắc là phải đi vô cái đó bắt đầu tiếp tục đào nữa rồi đây. Chúng ta phải nhanh chóng tận dụng chứ. Tuần này không có tận dụng được cái gì hết trơn hết á. Và bronze bar chục cái. Ok. Rồi bên này đang làm thêm. Làm đi. Và cái skyfer này có làm gì không? Fiber cloth cho làm luôn đi. Tại vì trong thời gian nó rảnh không có gì làm thì nó làm fiber cloth. Copper pie, copper wire, copper pie đi. 5 cái. Chúng ta có những thứ để làm. Ví dụ như cái silver furnace, marble plank, rồi marble. Chuyển thành marble plank làm từ đây. Cần có bronze blade, silver cutter, stone tool, stone này nọ nè. Như vậy là có nhiều chuyện để làm lắm. Và from Isaac, from Anton, from Townhorn. Xin chào, tôi là một ông già rất là thích chơi cái game Crossfire. Crossfire là game gì lát nữa chúng ta sẽ được biết. Ở trong công viên, chơi ở trong công viên, nhưng mà có một vấn đề. Đó là không có cái bàn nào ở trong công viên ở trên hết á. Vì vậy tôi sẽ phải chơi ở dưới đất. Nên tôi quyết định là tôi sẽ có một cái bộ bàn của riêng mình. Tôi đã liên hệ rất là nhiều những cái workshop hay là những cái xưởng. Và họ sẽ cần phải làm một cái bàn đá với hai cái ghế đá. Nhưng mà họ thấy cái giá trị, cái phần lời nó quá ít. Cho nên họ cũng chả muốn làm. Chỉ có bạn lần, chỉ có cháu là niềm hy vọng cuối cùng của ông thôi. Tại ông này già lắm, ta có thể nhìn cái hình đây nè. Và ông này tên là Isaac. Accept. Trời luôn, stone tool thôi, thay bộ làm liền luôn cũng được nữa. Và tôi có tin mới cho anh đây. Bây giờ workshop đã đạt tới răng C và anh răng C. Thì anh đã có thể làm được, đã có thể tham gia vào cái phần inspection, nghĩa là nghiên cứu những cái gì đó. Thì chúng ta tới đó biết. Và nó sẽ diễn ra vào cái cuối tuần này. Hãy tới giúp nhé. Và wow, ông Mayor Gale tới gặp ổng, có nhiệm vụ gì đó cho chúng ta đó. Và tất nhiên là trước khi đi, stone tool. Chúng ta sẽ làm stone tool. Stone tool, chúng ta sẽ có hai cái stone table, còn thiếu marble. Chết chưa? Ra đây kiếm marble được không? Đây là stone không à? Tại vì marble nó dễ kiếm lắm, nó ở ngoài đây có. Ví dụ như mấy cục đá này nè. Đó, các bạn thấy không? Có marble đó. Bởi vậy mình mới nói nó dễ kiếm lắm. Marble không có. Cục này không đập được hả? Đập được hết. Đó, có thêm marble. Yeah. Và đập thêm cục này nữa đi. Chúng ta sẽ tận dụng cái thời gian này luôn ha. Mình cứ chạy đi thôi. Tại vì nó sẽ tự động bay vô người mình. Và chúng ta sẽ cất cái đồ một cái. Ta sẽ không cần phải xách theo mấy cục đá như là tinh ọt này nọ. Rồi đất chúng ta cho qua đây. Đây là đá marble. Stone table. Nó đây, một cái bàn bằng đá. Confirm. Yeah. Anh ấy thiệt là nhanh quá. Và chúng ta sẽ đi vô trong này. Họ đang ăn uống dĩ chỏng á phải không? Chắc vậy. 9 giờ sáng, giờ này chắc đang ăn uống dĩ chỏng á. Ai đâu? Thôi đi. Hello. Chúng ta không có thời gian để chơi trò chơi đâu. Ủa? Có ai đâu ta? Don't push, đừng đẩy. À, ông Gale ở trên này. Thanks for coming.
I've been real busy lately trying to figure out who the town thief is. The town thief? Ta hỏi gì đây? We've never seen anything like it. It's so strange. He's not stealing anything essential, just random trinkets. The fools Huss and Tuss show up once in a while, but they're more interested in big money items. We'll capture him for sure. We're kind folks here, but we'll still uphold our laws. Và ông đang rất là khó chịu về cái vấn đề là những cái vụ trộm cắp vặt. Không có thứ gì đáng giá hết trơn hết á. Nếu mà Tuss and Huss thì sẽ lấy những thứ mà giá trị hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta chắc chắn sẽ phải bắt hắn. Và chúng ta là những cái người rất là tử tế. Vì thế chúng ta phải giữ cái luật pháp nó được nghiêm minh. Anyway, enough about the thief. I asked you to come because I want to further develop the cave on Amber Island. That cave used to lead to a ruin, but due to an accident, the entrance was closed. This was some 40 years ago. Since then, there's been various rumors of it being haunted. Oh, which is all nonsense. Rồi, ba, được rồi. Vấn đề về cái tên trộm đó là đủ rồi. Và tôi mời anh tới đây ngày hôm nay là bởi vì tôi muốn anh tiếp tục khám phá cái hang ở trên cái hòn đảo Amber đó. Và cái hang đó từng dẫn hay là kết nối tới một cái phế tích. Nhưng mà bởi vì nó bị một cái vụ tai nạn gì đó thì cái lối vào nó đã bị đóng lại. Và điều này diễn ra cách đây 40 năm rồi. Kể từ đó là có rất nhiều cái tin đồn là nó đã bị ma ám. Nhưng mà điều đó thì thật sự là vô nghĩa. I think it's about time we used it in our favor. The haunted cave of Portia has a nice ring to it, doesn't it? There used to be a power generator in there somewhere. I'm commissioning you to fix it up and give it some juice. Bây giờ tôi nghĩ là tới thời điểm chúng ta sử dụng nó để chúng ta có thể được lợi rồi đó. Và cái hang, ta sẽ gọi đó là cái hang ma ám của Porsche. Nghe được không? Thì nơi đó đã từng có một cái máy phát điện ở đâu đó, bên dưới đó. Và tôi sẽ trả công cho anh sau khi anh sửa nó và cho nó thêm một chút cái nhiên liệu để hoạt động. Arlo tells me we'll need to install a removable battery. So go do that. Then I'll get one of the Hulu brothers to get that place running. Ah, this will be a fine tourist attraction. Và Arlo nói với tôi là chúng ta sẽ cần phải gắn một cái cục pin mà có thể tháo rời được. Và hãy đi và làm điều đó nha. Thì tôi sẽ cho một trong những anh em hồ lô tới nơi đó để giúp nó hoạt động. Và nó sẽ là một cái điểm thu hút khách du lịch. Removable battery là thứ chúng ta có được. Nó có cây cầu trên này nữa hả ta? Vậy mà bữa giờ mình đi mình không chú ý luôn á. Và có cái chest. Biết mà, thế nào cũng có cái chest à. Biết đâu được trên kia cũng có. Và herbal mixture. Chúng ta sẽ lên trên kia cái đi. Có nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay quá. Thiệt luôn á. Và ông gì đó, ông Isaac đây. Excellent work. I'm impressed. Now I just wait for it to be set up and we can have a game of Crossfire or two. Và tuyệt vời, tôi rất là ấn tượng. Bây giờ tôi không... tôi chờ nó để được lắp đặt. Và chúng ta có thể chơi một hai ván Crossfire. Took my favorite book while I was out for a walk. I'll never forgive. À, có kẻ nào đó đã lấy mất cái cuốn sách yêu thích nhất của tôi khi mà tôi đi ra ngoài để đi dạo. Ta không thể nào tha thứ cho kẻ đó được. Và Crossfire là gì? Crossfire, đây là trò chơi Crossfire. Và mỗi người có một lượt màu đen đi trước. Rồi chúng ta sẽ có những cái này, reward winning là sẽ được thưởng cái này. À, tưởng Crossfire là cái gì, đánh caro á. Tưởng chuyện gì lạ, caro. Bây giờ chúng ta được đi trước đúng không? Để thể hiện kỹ năng đánh caro dạo ở trong lớp. Giờ đánh dày lâu quá rồi. Và chặn hết trơn. Không ổn.
đánh giày chặn chặn à, thì mình cũng chặn, bắt buộc bên đó cũng phải chặn. Chà, thế cờ này khá là khó, bởi vì chúng ta khó mà đạt được cái kia lắm. Cho nó chặn đi và nó chặn tiếp. Chúng ta có thể đánh ba con ở đây, nhưng mà ba con ở đây là không có ích lợi gì mấy, và đối phương sẽ có thể đánh ở trên này. Thôi mình đánh, nếu mình muốn chặn mình đánh trên này luôn, đối phương chặn ở đây là đúng nè. Cờ nó hơi rời rạc và ta chặn ở đây. Ý Ý chơi lại, đánh không coi gì hết trơn á đó. Đừng có mơ mà chiến thắng được anh nhé cưng. Giờ bắt buộc là phải đánh một bên thôi. Ông này đánh ghê vậy. Đó, bắt đầu hả, ăn đạn rồi đó. Khó khăn đã tới và đánh vô đây mới đỡ được. Đây, đây. Chặn qua đây, ăn đây hả? Có được cho ăn giữa không á? Nếu mà cho ăn giữa là một vấn đề á. Và ông đánh ở đây để ông lên trên này nè. Ông đánh đây, ông lên đây. Giờ ta sẽ coi hướng nào nó thuận lợi cho mình. Cờ này mình bị dẫn mũi rồi, thiệt luôn á. Cho nên mình sẽ khó mà có thể ăn gì được ở đây lắm. Ông chặn ở đây, ông lên đây. Thì lên đây thì mình lên đây, mình chặn bên đó luôn để chúng ta không ăn được đường kia. Và cái này lên đây, đường này khó ăn rồi nha. Chúng ta chặn ở giữa này cũng không được ích lợi gì. Và ba con bên này. Ủa sao thua ta? Hay quá, đánh hồi thua không biết lý do vì sao luôn, ăn đây. Ơi, không nhìn ra luôn á nha. Kỳ lạ. Không nhìn ra luôn. Lâu quá không đánh caro á, thành ra không có nhìn ra được cái đường đi nước bước gì hết trơn hết á. Nó chặn bên này thì ta đánh đây, bắt buộc phải chặn ở đó. Chặn đó, nếu mà mình không chặn ở đây là mình thua nè. Và phía trên này mình chặn lên trên luôn. Chặn lên trên rồi chúng ta chặn qua đây luôn. Đánh caro thôi cũng căng thẳng vậy đó. Này caro, cái caro kiểu gì nó đánh đại nè. Bây giờ đánh đại luôn á. Chặn ghê thiệt. Đánh là chặn không à. Đánh lội hả? Đánh lội là thua rồi nha. Thiệt luôn á. Ông đánh ra ngoài đây thì chưa biết để làm cái gì. Đánh lên trên này. 4 5 vậy cũng không được ăn nữa. Thường điểm ta đánh theo lực là 5 trong không được ăn đúng không? Ở đây chắc không có lực đó đâu. Và mình sẽ đánh đây luôn. Chặn bên đó. Ok. Đây 4 con nè. Và bên này. Đánh đây. Đường xéo. Đường xéo. Qua đây. Qua đây. Ổng chặn đường 3 của mình. Chặn đây. Chúng ta chặn đây. Thì đường đó là hết rồi, cho nên phải chặn ở đây thôi. Ở đây. Ở đây là đường này, đường này. Hả? Ai không nhìn ra. Thiệt. Ơi, không chơi nữa. Ông này em đánh cờ mệt quá, cho nên thôi không đánh nữa, nghỉ. Ây, phê quá. Bây giờ chúng ta hãy đi vô trỏng gặp ông Presley. Ông đánh mà mình mệt luôn á. Caro thôi mà. Chúng ta hả, bị chặn rồi tập lum hết trơn. Presley đâu? Oh, Inspect. Inspect tutorial. Những món đồ này có thể được kiểm tra. Và cái số điểm tùy thuộc vào số lượng những cái thiệt hại mà chúng ta tìm thấy, hay là những cái khuyết điểm.
và ta đánh dấu. Rồi sau khi ta kiểm tra xong, nó sẽ kiểm tra email vào ngày hôm sau, xoay món đồ để kịp tìm và bấm keyboard tip. Chúng ta sẽ phải tìm cái tìm điểm này, là giống như là tìm điểm khác biệt vậy đó. Thật xét. Đi ra đi. Workshop prep. Ủa vậy thôi hả? My sofa disappeared. What the heck? How can something that big disappear? Sorry, I wasn't able to sleep last night. Sao mấy anh trộm cao thủ à? Lấy luôn cả cái ghế salon nữa, hay thiệt. Làm sao mà nó thể biến mất được? Và tôi cũng không thể nào ngủ được đêm qua luôn. Chúng ta vừa inspect xong một món đồ, không có cho inspect tiếp. Commercial commission không có. Giờ để mình lên mình ngó thử coi. Chúng ta có 500 điểm. Yeah. Chúng ta sẽ cần phải đuổi kịp Hygin 500 điểm rồi nha. Và tiền chúng ta có 2600. Mình sẽ cần phải nâng cấp nhiều món đồ lắm đây. À, và ta sẽ cần phải đi qua bên kia. Thôi để mình đi bên này trước đi. Đây là ngày cuối cùng rồi, cho nên phải cố gắng vô trỏng đào bới cái nhé. Nhanh lương. Chúng ta sẽ vô trỏng đào bới thiệt là nhiều. Từ nãy tới giờ mình đang đi đào và cũng chưa phát hiện ra được thứ gì đặc biệt lắm. Giờ chúng ta sẽ quay lại chỗ này một cái, tại vì bên đây nó có rất nhiều chấm vàng. Thời gian thì đang là 12 giờ đêm. Lần này mình sẽ cho nó tự chuyển mình về vào lúc 3 giờ sáng. Chúng ta sẽ không cần phải chạy về nữa. Và unpack thì mình cũng kiếm được một vài cái mảnh của mấy món khác, ví dụ như là cái weird glass jar, rồi rusty iron pie, cộng 8 mà thắt đa mét ghê này, cộng 30 lẫn nè. Rồi đây weird glass jar, như vậy chúng ta cũng có đủ. Galloping horse thì chưa có, và thêm một cái đồng hồ. Rồi chỗ nào hồi nãy chúng ta đang tìm đâu? Trên đầu. Quá chừng luôn, trên đầu kìa. Mình vẫn có thể đào lên được nha các bạn. Chúng ta nhìn lên là nó đào lên thôi à. Chúng ta phải chịu khó nhảy lên. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục soi ở trên đầu. Nếu mà chỗ này bạn đào nhiều quá mà bạn không thấy có cái khoáng sản hay là có đồ gì này nọ, thì có thể ra ngoài đổi qua cái khu vực khác. Chỉ với 20 đồng vàng. Chúng ta đào lên cái này, người ta đào từ trên xuống, còn đây là đào từ dưới lên, nó mới độc đáo đó. Cái gì kia? You should get some rest. Chưa được đâu, sao mà nghỉ được, nó vừa thông báo đó. Bây giờ là 2 giờ sáng và chúng ta sẽ cố gắng lấy cho được cái món bên kia. Sắp tới nơi rồi. Vô chỗ copper luôn. Một cái ghế sofa. Tới đây tự nhiên là tìm được món đó. Đằng kia có gì không? Mười mấy lận. Không biết kịp không. Cố gắng lên em ơi. Sắp tới rồi. Not enough stamina. Và 3 giờ sáng đã tới. Gục ngã. Quá mệt. Và bắt buộc chúng ta sẽ phải đi ngủ. Nó tự chuyển mình về ha. Vẫn là 7 giờ sáng thông thường thôi. Yay. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã tham gia một lễ hội rất là thú vị. Mình sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.